người đi cùng thì chưa chắc lắm, có thể là Viper, có thể là Magnus. Đúng rồi. Anh thì anh nghĩ là Viper đi được mạnh hơn, nhưng mà còn tùy là Nigma suy nghĩ như nào, nên là cứ để xem nhá. Nếu mà là đi mid với cả một con NP thì anh sắc ghét là Viper. Viper sẽ là ổn hơn. Đúng rồi. Magnus đi cùng NP thì không làm gì được NP, chỉ farm thôi. Magnus Viper thì còn clear được đệ, dù Magnus đánh bòi cả tay đấy, lúc đầu đệ cũng khỏe mà. Empower 1-2 điểm chưa làm được gì đệ đâu. Vâng, và bây giờ các thành viên về team Nigma cũng như là Fireman, rõ ràng là nếu mà đánh về một cái thế trận tầm thời điểm late game đi thì nhìn cái lượng đam đến từ Fireman nó sẽ cực kỳ kinh khủng. Vâng, các bạn thì đang nhắc đến một cái tên mà tôi cũng hơi bị hoài niệm một tí, Star Boba. Có thể nói thì Dota 2 thì cái gốc của nó vẫn là Dota 1 thôi. Đúng rồi. Chúng ta có số 2 mà. Và Dota 1 thì Việt Nam từng làm bố Star Boba. Em nhớ cái kỷ niệm lần đầu tiên em ngồi ở nhà, đợt đấy em chơi Dota nhiều mà không được xem bất kỳ một cái giải đấu nào. Nhưng mà đã bao giờ Khánh tìm hiểu kỹ về nguồn gốc của Dota chưa? Em chưa. Dota thì chính xác là nó bắt nguồn từ một cái map custom ở bên StarCraft. À. Đấy. Tức là EU là người đầu tiên mang cái ý tưởng từ StarCraft sang cái nền tảng WarCraft để ta làm cái những cái phiên bản đầu tiên của Dota. Sau đó thì trải qua rất là nhiều những cái tên thì cuối cùng họ cũng bỏ hết và đến lượt iFox. Sau đó thì iFox cũng tiếp quản khoảng tầm, anh nhớ không nhầm là khoảng tầm 4-5 năm gì đấy. Thì cuối cùng thì anh ta được vên chiêu mộ về. Đó là lý do vì sao mà chúng ta có Dota 2 ở thời điểm hiện tại. Tức là nếu mà thời điểm đấy iFox quyết định không đi theo, tức là không làm vì cộng đồng, không build những ý tưởng của cộng đồng lên, rồi là nuôi dưỡng cái map cho nó hoàn hảo hơn, thì chắc là cũng không có Dota 2 bây giờ. Đúng rồi. Nên là nó chính xác là Dota sinh ra vào khoảng tầm 2003. Khá là sớm đấy, thực sự. Những cái map đầu tiên đấy. Custom map của WarCraft, không phải StarCraft. Không, StarCraft. Tức là xa hơn đấy. Anh ý anh đó là xa hơn. À. Tức là đầu tiên là nó có một cái map nó tựa giống Dota ở bên StarCraft đầu tiên. À. Và EU là người mà kiểu anh ta vay mượn cái ý tưởng là sẽ có kiểu các lên rồi là hero ra đánh nhau các thứ thì anh ta mang sang WarCraft. À. Đấy. Chính xác là như thế. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ lịch sử Dota thì mình nhớ là trên YouTube có một cái clip nó nói về điều này. Clip tiếng Anh chứ, không phải clip tiếng Việt. Nhưng mà nếu mà các bạn có thể hiểu được tiếng Anh cơ bản thì cũng xem cũng ổn đấy. Các bạn cứ thử search xem, nó ghi là hình như là History of Dota hay là cái gì đấy. Nói chung là kiểu biên niên sử Dota. Một clip cũng ngắn thôi, khoảng tầm 25 phút. Một cái, cái đấy nói chi tiết lắm các bạn, nó nói về từng thời kỳ rồi là TI các thứ. Wow. Đúng là làm mấy cái profile thì Dota cũng đỉnh. Nói chung thì Dota là một tựa game mà nó trải qua quá nhiều những cái biến cố rồi. Có thăng, có trầm. Anh thì anh chơi Dota từ phiên bản 49 thì phải, 6.49. Nói chung thì anh không phải là kiểu chơi đầu tiên. Ô, ây. Vâng, anh thật dính Maladic. Và tôi đang nhìn lượng máu nó sẽ nổ thêm một lần nữa. 25 máu. Nhưng mà máu thế này làm sao mà ra lên farm được. Xong rồi. Đánh không chết, đánh trong ngắc ngoài như thế này thì cũng rất khó cho vị trí của Ace. Ở khu vực land mid thì sao? Viha đối đầu với cả Chelsea. Còn Viper đối đầu với cả RP. Không hề sợ hãi một chút nào. Và đây sẽ là một cái land trip dành cho các thành viên phía team Nigma. Land như thế này thì Ace sẽ không farm được. Người support cho anh ta là một con rớt ở vị trí support số 5. Mà rớt sắp 5 thì không phải là một con hero có khả năng bảo kê cũng như là zone land. Land này thì chắc chắn là Spec gặp khổ rồi. Thực sự là một cái lần pick rất khó để cho các thành viên đến phía team Fireman. Và có khi là Paladai còn cống mạng của đối phương ở đây cơ. Thôi chúng ta gọi là tranh thủ cái lúc mà hai team ra lên thì ngồi nói chuyện một tí về cái lịch sử đúng không? Đúng rồi. Rồi quay trở lại với trận đấu này. Không biết là Khánh nghĩ sao về cái lên bot của Nigma. Họ đang có 3 người. Đằng rằng là họ cũng làm khó được A một chút. Ây thì đang phải kiểu chạy marathon. Nó là nhiều chút đấy cả. Không phải là một chút đâu. Ui có ôi. Khi nó bỏ không thể kéo được clip. Anh ta phải bỏ ý định đó ngay. Vâng, chồng ấy khá khổ sở. Giết thì có một đôi giày. Anh ta cứ dí theo thôi. Đánh thì khi nào nhái. Tất nhiên đầu game đánh thì cũng không thơm lắm nhưng mà mưa dầm thơm lâu. Mười máu thì cũng là máu.
đánh 10 phát thì cũng được 100 máu. Rõ ràng là họ đang cố gắng tận dụng cái điểm yếu của Zerg. Đi lên cũng gọi là snap bet. Siêu yếu. Một con Zerg sắp 5. Anh nhớ không nhầm thì anh cũng có những cái kỷ niệm khi mà pick Zerg sắp 5. Thì chỉ ở cái giai đoạn bắt pick thôi. Đúng thì không? Đồng đội đã quay sang chửi anh rồi. Đúng rồi. Ờ, mày nghĩ gì mà mày pick Zerg sắp 5 các thứ ABC. Đấy. Rõ ràng đây là một cái con hero không phải sinh ra đi Zerg sắp 5. Nhưng mà ở một số trận đấu mà các bạn sử dụng tốt, các bạn đi quất được thì ok. Nhưng mà trận đấu này thì Paladine đang phải dơ mặt ra để có thể chết hết đối phương. Đây. Nhưng mà hết mana thì làm gì nhỉ? Vâng. À. Các bạn có gì đi không? Zerg level 2 hết mana cầm 2 tango. Nhìn siêu chán luôn. Cầm cả 2 cộng rong uống bây giờ thậm chí kể cả gọi Mystery xuống Cherit không thắng được Rubik với cả với Doctor đâu. Ôi và Miracle đang cực kỳ free farm. Spec thì Misery thì làm sao mà chuyên hit lại được với cả Wind Doctor cũng như là cả một con Rubik đây. 3 phút thi đấu và hiện tại Spec vẫn chỉ là không creep và không deny. Một số phận quá ẩm mưu dành cho A. Nào đi này. Miracle sợ rằng là anh ta chém sẽ không đủ sát thương. Đúng nên rồi. Chờ cho cái Maledict nó nổ thêm một lần nữa rồi anh ta mới chém. Để ăn mạng. Đúng, quyết định hợp lý đâu. Rõ ràng là trận đấu này Nigma đang cực kỳ chai hát. Còn bên phía của Team Fireman thì anh nghĩ rằng là ngay từ cái ban pick họ đã làm hơi sai rồi. Rồi. Tại sao lại quyết định chơi một con Zerg sắp 5 nhỉ? Mang lên được hai cái bình mana. Anh ơi cắn đi, em lạy anh. Anh cắn một bình đi còn giúp được cái con Spec. Cứ đứng đấy nhìn thì làm được gì? Mid thì Chelsea và Diha thì rất khó chịu liên tục là những cú nhổ. Liên tục là những cú nhổ vào người và những cái điểm độc nó sẽ được tích cóp lên khiến cho vị trí của Chelsea cực kỳ khó đi lên. Harass rất nhiều máu và farm thì gần như là gấp đôi rồi. Ây rồi, anh cuối cùng thấy chỉ số lính của A tăng lên nhưng mà lành ít rất nhiều. Không, Maledict sẽ nổ không chết được. Ơ, cắn bình máu lôi à, ui, cắn mất hai bình, xong rồi. Thôi xong. Các cụ thì hay bảo là cái mồm thì hại cái thân, nhưng mà ông này là cái tay. Cái tay hại hết cả cái thân. Bây giờ cái Maledict nó chưa nổ xong mà đã cắn rồi, mất luôn hai bình máu, hồi được đúng một lần. Chán. Có gì đó khiến Fireman phân tâm ở trong cái game đấu. Hay là này. Game đấu vừa từ rồi game bị, đấu trước. Game đấu vừa rồi bị Nigma sang trần tâm lý comeback. Thế là có vẻ ừ thì đành rằng là bị comeback khi mà mình đang thắng thì nó cũng sang trần. Đánh kiểu này thì nhưng mà đánh kiểu này khác gì thua được hai support di chuyển số để cover cho Ace lần lượt bỏ mạng lại rồi. Bây giờ A một con Spec thì anh em làm sao để có thể đứng len lại, thậm chí cái lượng đam tay nó không thể có thể lát hit với một con Sven được. Ui chồng kìa, không thể nào mà tiếp cận nổi clip các bạn ạ. Rồi thì thương cho A định chém ăn vâng mới được cô đi đai cả ba con cực kỳ vô tình. Chém thì ăn một nhấc một stun, có cơ hội nào dành cho A cả. Đây thì anh ta lát hit được một con clip đánh xa rồi. Lượng level thì cũng đang hơn so với cả Miracle. Có lẽ cái điểm sáng duy nhất của Fireman ở trận đấu này đang là một con Sun King. 31-12. Wow. Ở phía bên kia chiến tuyến thì Magnus thấp hơn. Điều này thì khá là rõ ràng thôi. Khi mà Sun King thì đều có lợi thế trước những con tay ngắn. Anh ta có thể nổ cái skill 3 rất là khỏe. Deny mất cả những con creep dừng luôn. Quá khổ đến từ vị trí của Ace. Làm gì đây? Miracle cực kỳ trai hát. Liên tục nhấp nhả, liên tục deny. Lúc đấy các bạn phải nghe tiếng, chứ còn về hình thì rõ ràng là không có. Các bạn nếu mà các bạn nghe kỹ thì các bạn sẽ nghe thấy là có hai tiếng bơm máu. Khánh có nhớ không? Đúng rồi, có hai tiếng bơm máu. Và vừa bơm xong lần đầu tiên thì phải bơm lần thứ hai luôn. Tại vì lần đầu tiên thì mất luôn bởi cái Maledict. Còn rõ ràng nghe hình thì khó lắm. À nhìn hình, nhìn hình, nhìn hình. Nào Chelsea sẽ bị solo thử đấy rồi. Nào Viper Strike vào và phải TP về luôn. Ồ, có nghĩa chết ở nhà. Không đủ mana nhổ 2. Chỉ thiếu một nhan tự thôi. Anh nghĩ là lúc ấy thì Viper cũng hơi ngập ngừng. Tức là nếu mà anh ta quyết định luôn lấy ta nhổ cái đèn dòng Toxin có lẽ câu chuyện nó khác. Nào đây sát thương đến từ vị trí Paradise bắt đầu có rồi. Các thành viên phía Team Nigma yếu máu hơn. Nhưng mà rõ ràng là một con Spec không được thoải mái quá nhiều đâu. Khi mà quay trở lại hai support đứng ở lane này thì rớt cũng sẽ di chuyển ra, chỉ có thể chết thôi. 3-0 rồi. Hiện tại thì
Sven đang có trung bình 2.800, Sobek 2.000, không tệ quá nhở. Anh nghĩ là Fireman vẫn chơi được đấy, chẳng qua là đầu game thì hơi tù một chút. Rõ ràng cái landing phase của họ thì kém hơn. Nào Huy Hà đến và rõ ràng là A không đoán được tình huống này rồi, hơi khó dành cho A. Vâng, quay mặt đi cực kỳ lạnh lùng đến từ Viper. Wow. A không được thở một chút nào luôn, hết việc hai support di chuyển đứng lên gây khó chịu. Giờ lại mid rotate đi gánh và có mạng ngay đến từ cái thành viên Nick Ma. 4-0 rồi. Top thì Phoenix lên thẳng một cái này thì hơi xa đấy, mặc dù là Misery thì cũng đang đi đúng hướng. Đúng rồi. Nếu mà bây giờ các bạn chơi Phoenix sắp 4 thì cũng đều phải mua cho mình một cái Metal Hammer thôi. Lên thẳng một cái cung miệng ra lên với khoảng tầm 3 cộng Tango cộng thêm vài cộng rau muống. Không biết là Khánh thì trận đấu này em thích clap của team nào hơn? Ra thì sau khi ở ban pick xong line up của Nick Ma đi lên tốt hơn. Chúng ta đã nói về câu chuyện đổi lên thì đúng là Nick Ma đổi thật, nhưng mà Nick Ma chỉ đổi hai cái lên xếp với cả ấy cho nhau thôi, còn lên mid thì vẫn là một con Viper. Thì cũng như anh đã phân tích, Viper đi mid với NP là chuẩn nhất. Đúng rồi. Chứ còn bảng Magnus đi NP là phế lắm. Đầu game kiểu cái empower mới một điểm, lan chưa nhiều, bây giờ đệ cắn vào người thì cũng như máu còn tụt nhiều hơn. Thế là họ sẽ để cho một con Magnus đi cùng san kinh, đành rằng là cũng hơi khổ nhưng mà không sao. Vâng, hình như là chúng ta bị disconnect một chút tại vì trận đấu này đông người xem quá. Đông người xem quá. Ok, quay trở lại rồi. Hiện tại đang khoảng 3.500 người cùng xem. Nào, tỷ số đang là 4-0. Thành viên Nick Ma cũng như là cả Fireman. Và lại đang chờ đợi để có một cú đi vuốt và được rồi. Nhưng mà đón một cú đi này tốt đến từ bên phía của RMN. Nào rớt, mana không còn nhiều và A vừa có mặt ở trên top nhưng anh ta di chuyển đến đâu đây, ra mid rồi. Bắt được ai đó, chưa kịp phi tiêu thì ăn một cái stun vào Vitality bất vision. A đang cố gắng tìm kiếm, hình như là đã thấy và sẽ là một cú phi tiêu thôi. Nào, à không, anh ta đã phi rồi. Vậy là Chelsea có cho mình cú double kill. Các bạn có thể nhận thấy cái sức mạnh của Team Fireman trong những tình huống cô bắt tổng. Họ có đến 3 skill global và bây giờ thì họ mới chỉ có 2 thôi mà đã khỏe như thế. Đến cái tầm mà rớt có thêm ulti nữa nhở. Ui, kiểu một giật, một hòn của Spec xong rồi thêm một cái ulti NP nữa. Last Major, rất nhiều đam. Đúng. Misery không có Incarnate Time mà còn trâu đẩy vào lấy thông tin. Và tạm biệt Misery. Uha có hơi cẩn thận không? Ok, cũng được. Cái ulti cũng không tốn quá nhiều mana. Đã chỉ mất 1/5 thôi. 5-3 và tỷ số hiện tại Fireman vẫn đang làm ổn nha. Đừng có nhìn về landing phase mà phán đoán rằng là Fireman đã bỏ trận đấu này. Chúng ta có một con NP 4.300 netgun, San King 4.000. Và chỉ cần San King có Blink thôi thì anh nghĩ rằng là cái combo gank global họ sẽ cực kỳ mạnh. San King sẽ có mặt ở khắp mọi nơi. Ui Ha đứng hơi cao rồi nhưng mà Sive chưa có thế để stun. Bây giờ Ui Ha tự nhổ độc ra. Sao đây? San King cố gắng đè thêm một cái epicenter mà có lẽ Ui Ha sẽ phải đọc ở đây. Hơi Ha bị... muốn đổi mạng. Ui, được không? Độc nó là đủ. Vâng, vậy là Ui Ha vẫn làm tốt. 1-1. Thời điểm hiện tại thì đổi nó cũng không thực sự là lỗ hay lãi ở bên này cả. Bây giờ thì di chuyển về đến từ vị trí Hoa Nam Châu. Họ đang chơi khá là giống với cả Star Boba ngày xưa. Đây là cái lối chơi mà kiểu gần như là cả thế giới biết đến Star Boba. Gánh khắp bản đồ luôn và gánh liên tục. Gần như là họ không farm. Họ chỉ đi gánh thôi. Và với một đội hình 4+1 như này thì chắc chắn là Sobek anh ta sẽ cá hồi lại. Đánh rằng là bên kia là Sven nhưng anh nghĩ là cái lượng net gold change nó sẽ không phải là quá nhiều đâu. Đây đang có rất là nhiều spay. Còn lượng net gold của Spike đã kéo lại rồi, chỉ còn cách vị trí của Miracle khoảng 500 tiền thôi. Lượng mạng cũng vậy. Fireman đã có cho mình đến 5 mạng sau thi đấu tốt. Sibe đang cố gắng tiết kiệm lên Blink. Cố gắng nào. Quả gì có sát kinh người Pháp sướng ấy. Cứ cắn cắn phát. Còn cái là sao? Ôi, dễ dã man. Trận đấu này Nick Ma cũng đang Odin vào người của Pinnacle. Sven trận đấu này thì có thêm một cái buff, đó là Empower. Đồng nghĩa việc là anh ta sẽ chém lan nhiều hơn.
Bây giờ thì cái đối tượng chém lan nó sẽ nhận nhiều sát thương hơn so với bình thường. Có lan đây chờ mà có lan con, và bây giờ thì tiếp tục đó là một ui Siemens đặt trượt. Không sao cả. Khi mà các thành viên còn lại Fireman vẫn sửa sai. Vâng, đối phương ở ngay trước mặt. Video cổ của em đi đâu? Đứng ở trong rừng tôi dính 3 ultimate global đối phương máu còn đỏ ạ. Đi rồi ôi. Mua bình máu to nhỉ? Anh không nghĩ nên về hay là tiếc tiền? Tiếc tiền. Ừ. Thực ra cái việc mà mua bình máu to mang ra trong lúc farm thì nó sẽ có lợi thế hơn so với việc là chạy về xong sau đấy TP farm tiếp. Rất có thể là TV. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Nick Ma. Đúng rồi. Tại vì anh trông là chả có vẻ gì đâu Fireman thua cả. Họ đang có một cái combo đẹp. Đánh nhau khoảng tầm 35 phút, 40 phút đầu game cực kỳ mạnh. Đánh rằng ở đầu game đi lên hơi yếu. Nhưng mà một khi đã qua được cái landing phase thì câu chuyện lại khác. Họ đang làm cực kỳ tốt. Farm xanh hơn. Ligma thì chỉ có một con Sven trong cảnh Miracle rồi. 5.700 network có Midas. Chelsea đang đợi điều gì vậy? Anh đang sợ rằng đối phương canh mình chăng? Đặt kịch kịch bớ vào ngay. Có Viper Strike và Melodic tiếp tục. Đó là một cái uốn Sven bay tới và CP. Quá khó để chúng ta có thể lùi về rồi. Ligma cũng tình huống phù hợp tốt. Tận dụng những cái đít dây bột. Lượng khống chế có thể là không quá nhiều đâu, nhưng các thành viên của Team 5 tận dụng rất tốt. Các thành viên ở phía Team 5 Man Phượng Hoàng có lẽ sắp hoàn thành xong về Tel Harbor rồi. Chelsea sắp có O-Kit rồi đấy. À, vẫn chưa để mua được cho mình O-Kit. Nếu có O-Kit thì đi gánh Sun King sẽ có nhiều sát thương hơn. Wow, Misery bay khá kịp lúc. Mà anh ta không đủ mana để bật mình đến Supernova phải sủi đâu. Đây khiến như nào bắt đầu di chuyển áp lực vào những cái trụ để có thể kiểm soát nhiều hơn cái phần này rồi, khiến cho Spike khó farm. Lấy được cái trụ này đồng nghĩa việc là hai cái cam rừng gần đó là cũng mất luôn, thì Fireman sẽ mất một phần rừng. Quá nhiều nhưng cũng đủ cho người phá thêm. Để phần Chelsea đi hoàn thành xong thì đó là Go-Kit. Check quại món item đi. Xem nào. Giáp phản, Spec. Chelsea, Go-Kit. Vẫn là Sipe. Đã lên thẳng bài đi sai luôn. Quyết định là lên cho mình một đồ phòng thủ trước. Hợp lý, anh cẩn thận. Ít nhất là phải sống được đã, nhưng thời gian stun đang là rất lâu và Sven tới tiếp tục một búa được rồi thêm vào đầu CB và bây giờ thì Bull Strike tinh tế từ CB. Lùi về thành công. Hơi đen cho Miracle nhưng ít ra là anh ta có thể dùng cái ulti để farm. Anh nghĩ là cái cú bật ulti không fail lắm đâu. Farm thì vẫn nhanh hơn. Đúng rồi, đằng nào thì cũng phải bật. Không làm việc này thì mình làm việc khác, không có đề gì cả. Trận đấu này thì Miracle buộc phải có BKB sớm. Nhưng mà rõ ràng cái Ligma đang rất là thiếu người để phá trứng. V2, con Viper này cảm giác là cũng không lên BKB. Trừ khi là game đấu về late game quá và anh ta phải chuyển sang cái lối đánh tay. Chứ còn bây giờ rõ ràng là anh ta đang build đầu hiêu thì. Lên cho mình một cái Pai. Vâng, đào ra một con. Cái con này thì hay nhất là khi mà các bạn đánh đó thì các bạn sẽ rơi được đầu rừng. Còn không thì chả có gì. Một cú giật để rớt để check và thôi rồi. Ligma họ cần phải trốn đi. Cái combo này của Fireman rất là mạnh với những cái người đi lẻ. GS thì bảo có mặt ở lên trên luôn. Widow không sao. Một cái Bull Strike tuyệt vời. Bây giờ cặp đen quân nhổ thêm vào vị trí CB. API luôn. Tại sao Mai con trâu quá cẩn thận. Anh nghĩ là khi mà cái Maledict nó đã búp vào người rồi thì không cần nhỉ. Maledict Viper Strike chứ cả Deadwood. Hay là anh ta sợ. Nó sợ đối phương TP về. Lúc đấy thì cái hút đã được bật rồi. Và cái lượng máu của Sun King không còn bao nhiêu cả. Có lẽ là Michael Cho hơi cẩn thận. Thôi cẩn thận là tốt em. Còn hơn đối phương về nhà xong rồi mình thấy nó sống. Bật ha ha cho cái thì được lắm. được. Thôi cẩn thận là tốt. AP bây giờ cũng chưa dùng. Tầm này thì cũng dùng làm cái gì đâu. AP luôn cho nó chắc kèo.
Nhưng mà Palada cũng đang sắp chuyển co nha. Ông này là đang rình rình đấy. Etherland à? Etherland Edith. Chắc thế. Đỡ bị Spike êm vào. Game này à, đỡ bị Sven êm vào. Không, anh cảm giác cứ Odin vệ xanh. Chứ còn lên đồ thủ quá không nên. Em biết kiểu gì em cũng chết rồi. Bây giờ sắp năm thì làm sao mà lên được đủ đồ thủ đúng không? Thế lên luôn đồ công. Lên xong gậy xanh rồi đứng ở nhà thôi. Chả phải đi đâu. Thì mình cứ chạy vòng tròn ở quanh mấy cam ở rừng nhà mình thôi. Đúng rồi, thế thôi. Nào, hai thành viên đến từ Fireman Smoke và có cho mình một cái gậy thiên thạch. Bên từ Humber. Xem họ sẽ làm gì. Ông này thì chắc chắn là cứ thấy chỗ nào không không có ai là ra farm. Rồi Smoke bắt ulti rồi đi đến vị trí Uy Ha. Stante theo đến từ Cibe thôi rồi. Uy Ha liệu có thể sống nổi không đấy? Cố gắng nhổ độc nhưng mà quả trứng này là không ai phá đến từ Tích Ma cả. Tàn nát rồi. Họ mất hai thành viên nhưng mà Miracle có ạ. Một mạng Paladai. Bây giờ thì Miracle gặp khó. Nào, tầm này thì Mai Thông Tổ vẫn chưa có Uy Ha bì và Miracle đã bị đốt đau quá. Sao đây? Quay xe đến Miracle. Nhưng mà chắc chắn là ấy sẽ không để cho điều đó xảy ra. Một cú phi tiêu, một cú ra lời và tạm biệt Miracle. Cú sốc quay đã không dính vào gửi Chelsea và đó là 1-3. Ơ, vừa nói xong ạ. Vừa nói xong thì Mai Quang Châu có mặt để kết thúc mạng của Chelsea. Và đó là 2-3. Đang từ rất có lãi bây giờ trở nên hơi hoài chút. Để về phía của Fireman. Đúng. Đích 3. Rõ ràng trong tình huống vừa rồi thì có lẽ cũng phải kể đến một cái farm cực kỳ may mắn đến từ CB khi mà anh ta sử dụng Blue Strike đúng lúc mà Miracle di chuyển vào. Đó, Miracle tự ngã đầu dưới cùi rồi, CB đến với low ground nên không có chúng ta. 11-10 để cho các thành viên về phía team Fireman. Từ khi nào mà các thành viên về phía Nigma họ đánh cảm giác siêu cân với cả Fireman như thế này. Thì là đôi khi lợi thế còn nghiêng về Fireman nhiều hơn. Rớt quyết định lên cho mình món item vừa rẻ vừa bổ vừa ngon. Ok, Glimmer Cap. À, cá nhân em thấy thì cái Glimmer Cap mà nó cũng không quá hay. Được cái bạn, bây giờ mình là sắp năm mà. Không thể nào mà cố gắng lên những món đồ đam nhiều quá được. Đồng đội lại quay sang bảo thế mày chơi sắp mấy. Đấy. Thế là lại thôi. Tôi lên một cái Glimmer Cape. Vừa cứu mình vừa cứu người. Em đang muốn rớt đánh theo ý đồ của anh. Lên thẳng gậy xanh. Lên thẳng gậy xanh à? Bởi vì rõ ràng vì nó con rớt không gậy xanh của Combat rất tù. Bài này cũng êm vào ngay. Dùng kinh tốt. Thì ta sẽ sống. Đây là một cái vị trí mà không thể nào mà coi thường được. Kể cả nó chơi vị trí sắp năm. Đúng rồi. Tại vì spell của rớt thì giật theo phần trăm máu. Nên là nghĩ rằng là bên phía Nigma họ vẫn phải cân nhắc cái việc là kết thúc rớt trước khi mà combat nó diễn ra quá lâu. Bây giờ để càng lâu mà rớt cứ free giật là chết. Có lẽ cũng một phần bởi vì bên phía của lineup Nigma họ khó để có thể tìm vào vị trí của rớt. Đúng, tầm này thì chưa được. Tầm này chúng ta thì thấy là mới chỉ có Magnus thôi. Viper thì có thể hỗ trợ ở cái phạm vi gần với cái ấy tốt. Chứ còn bây giờ cô làm gì được có gậy xanh đâu. Anh ta không bay được. Bây giờ mới đăng lên gậy xanh. Chủ tử lấy cùng Glenn Boss tiếp tục gặp nguy hiểm rồi. Con Fire mở ra ngay tức sát thủ tới. AP luôn. AP đẩy skill ở sát kinh về ngay. Và trên này lượng dồn đam đơn mục tiêu của các game với Bigma rất mạnh. Wow. Bigma rất chủ động. Họ biết rằng là chừng nào mà Sun King còn trên bảng điểm số thì bên phía của team Fireman họ mất đi cái lá cờ đầu tiên. Bây giờ cái ông Sun King thì phải là người mở combat đầu tiên. Chứ còn không có stun của Sun King thì bên phía của Fireman họ rất là bị động. Gần như họ không có một stun gì cả. Phoenix không có, Spike không có, NP không có, Zerg thì có một cái mini stun. Rõ ràng là họ cần vị trí của Sun King. Nên là khi mà Sun King bị hạ gục rồi là thôi. Lúc này là quay xe hết. Vizuri slow nhẹ nhưng mà anh đang không có swing. Đó là cái Icarus này nhưng mà bên phía team Fireman đang đánh trả lại. Thôi xong rồi, Viper là mục tiêu đầu tiên và tiếp theo sẽ là Viper Control. Đang cố gắng nhưng mà không được. Thì mình ta đã di chuyển ra ngoài cái phạm vi Supernova từ nhà Paladin đang cố gắng. Có đớt và tiếp tục một cú Lightning Bolt. Thôi xong rồi, Viper Control hơi khó. Double kill dành cho A. Mở BKB đến từ vị trí Chelsea đấm luôn. Đó là Witch Doctor phải bỏ mạng ở đây rồi. Và các thành viên bên phía của Fireman có thể làm được con Roshan luôn trong tình huống này khi mà Spec đã có Manta rồi. Và tiến tới cùng một hàng Roshan thôi.
16 level trên người của Chelsea. Sàn sẽ là một cái sàn rất dễ để bài men, và có lẽ là trận này thì A sẽ không thể quên Kredegit nữa đâu. Đúng. Nếu mà A tiếp tục quên Kredegit thì tôi sẽ cho A vào danh sách đen. Đây rồi. Đã có Kredegit trên đường A. Bắt được ai đây? Rubik đứng quá cao. Ôi, Nigma. Họ định dừng lại đây luôn sao? Với chữ Sven di chuyển ra rồi nhưng không tìm vào được CB. Một con xe chỉ cắm quá vô trách nhiệm và tiếp tục đây. Không chế được vào và tiếp tục gõ nào. Sàn kịch vẫn chưa bỏ mạng lại. Miracle mở BKB lên và gõ thành công rồi. Phía này thì Ace có lẽ là phải chạy thôi. Thì Miracle đã active cả BKB và cả Hotstra. Cần phải chạy ngay nhưng mà con trộm bớ lại với chữ My Light Die. Và có lẽ là Miracle sẽ quay ngược trở lại và xin cái mạng này thôi. Một cái BKB nó quá là bất đắc dĩ. Lúc đấy thì Miracle sợ rằng là khi mà hit chém của anh ta bị quá chậm, nó bị dính cái Fire Spirit thì anh ta sẽ không kịp chém chết CB và CB sẽ sủi mất. Đúng rồi. Nên là anh ta quyết định là bật BKB lên để giải cái đấy. Nhưng mà sau khi mà chém chết được CB rồi thì cứ chạy bo theo với Spectre à? Sertan thì vừa dùng. Rõ ràng là một cái BKB nó hơi bị bất đắc dĩ một tí. Đáng lẽ là Miracle pha đấy kể cả có cần không nên dùng. Bây giờ Sun King chỉ là một hit thôi. Hơi phí không. Mất 1 giây BKB. Người BKB 10 giây. 23 phút thi đấu và các thành viên Fireman họ dẫn trước cho mình 2k network. Và khả năng farm của Ace không hề kém so với Miracle một chút nào. Với một con Sven được boost thêm Empower, farm rất cân. Và thậm chí là cái lượng network bên phía Fireman còn đang dẫn trước cơ. Nó đến chủ yếu có lẽ là từ vị trí khu vực land mid, khi mà Weha thì đang hiểu lại tài nguyên và liên tục di chuyển rotate thì những người đồng đội mình đi gank. Và bây giờ thì Miracle muốn khai trương một tình huống có gậy xanh. Liệu Sven có tìm ra vị trí của Chelsea hay không? Để đẩy skill là chính xác và Sven bay tới đây rồi. Siêu nhân anh hùng và có áp luôn. Miracle đang bị kẹt ở đây. Chelsea vẫn không về được rồi, vẫn đang cố gắng lẩn tránh từ vị trí của Chelsea. Anh ta bay được rất nhiều ra phía sau. Phía sau A rồi tới được, có thể là đấm chết được Weha hay không đây? Ây, không được rồi, anh ta bị dính Viper Strike. Vào từng người một như thế này, các thành viên phía Fireman họ sẽ gục hết ở đây thôi. CB ăn 2 quật, và đó sẽ là cái quật thứ tư. Miracle có cho mình mạng CB, tiếp tục sẽ là Spectre đang đứng trong Nether Toxin. Mất 3 seed rồi, Icarus Dive vào, và bên phía Fireman họ mất tới 4 người. Cái Nether Toxin nó đã cứu Weha. Chừng nào mà Spectre còn đứng ở trong cái bãi độc thì kể cả bom, anh ta cũng mất đi cái Desolate. Lúc cái chém Weha gần như không mất máu luôn. Cái hay của con Spectre đó là chém Desolate khỏe. Tức là cùng với hai con bóng là anh ta có thể kết thúc một mục tiêu rất là nhanh. Khoảng tầm 2 đến 3 giây là xong. Nhưng mà Weha cứ đếm nhổ độc ra thế là thôi. Đánh cái kiểu đánh vào còn bị slow ấy. Tiêu dã man. Và một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là Nigma đã làm cực kỳ tốt ở phần ban pick. Và pha team fight vừa rồi, Fireman là người đánh lỗi. Họ one by one, từng người vào một. Đành rằng NP đã cố gắng chụp vào người đối phương, cố gắng rồi không đủ. Tầm này cái chất tướng của NP nó bắt đầu lộ rõ ra là một con tướng rất là phụ thuộc vào BKB. Chỉ cần anh ta không có BKB thôi là chết, mà kể cả có BKB thì vẫn chết, tại vì Nigma thì sở hữu một skill, hai skill xuyên BKB. Bây giờ cái AP thì cũng xuyên BKB này, nhổ độc Viper cũng xuyên này. Bây giờ ông BKB thì ông vẫn bị slow. Trận này có lẽ Rubik là... thì em nghĩ là trận này Rubik sẽ cướp được spell gì hay. Sunrise, Sun King sẽ đắt được mà. Strike, giật của rớt thì không hay lòng. Giật của rớt thì tại vì là không có kèm theo passive của rớt đấy. Nhưng mà nếu mà skill 2 thì cũng được nhá. Anh thích skill 2. Tại vì nó cho vision rồi là check wood gùng các thứ. Nói chung là skill 2 thì được. Horn của Spectre thì thôi, bỏ đi. cũng được. Nhưng mà cái quát ở đây chờ thì ngon nhá. Quát ở đây chờ thì ngon. Nhưng mà cái đấy hơi cướp hơi khó đấy. Tại vì thường là NP sẽ bật cái đấy trước khi mà vào cô bác. Nên là Rubik sẽ không tìm thấy được NP đâu. Ôi, ấp trướng ngừ. Và đó, Gustavo đến từ bên phía Sàn Kinh. V
Vâng, Fireman đã quay trở lại với nhịp độ chơi nó bây rồi. Và đó là bạc của Windows Tower đập xuống chẳng. Đờ vẫn đang cố gắng nhưng không được. Nhưng Windows cố quát qua đâu. Một bạc, hai bạc và ba bạc đập xuống đến từ bên phía của team Fireman. Giờ thì chỉ còn hai người mà tôi biết có bay đến. Ucha kêu mà đó sẽ một cú đá phết. Nhường, để tao ấy, để tao ấy. Windows cố đang cần vision đâu. Đây rồi. Một cú cạp cuối cùng mà đó là Rapid dành cho Miracle. Rapid trong một cái game đấu với các thành viên phía team Fireman, họ hạ gục cả 5 người đàn ông luôn. Miracle thực sự là một tình huống quay lại AP. Có lẽ cái tình huống đấy khi mà các thành viên bên phía của team Nigma họ bị stun tới 4 người. Wow. Và một quả trứng ấp trên đầu. Đầu cô bát đồng em ý. Em là kết thúc rồi. Đồng ý là Fireman đã làm tốt. Đúng rồi. Đó là một con stun king stun 4, nó không khác gì một cái Rapid cả. Nhưng mà Miracle anh ta quạt tàu quá. Và cũng phải công nhận là cái cú AP cực kỳ là chất lượng đến từ bên phía Băng Đôn. Nó đánh hết cái game đấu này dành cho Nigma. Tiếp tục né được Meteor. Anh cảm giác là kiểu Nigma mà chơi Magnus trong tay RMN thì nó không khác gì chú hề. Còn Nigma mà trong tay của Bacocho thì nó kiểu thầy giáo đạo đức ấy. Chăm chỉ, cẩn mẫn và chính xác. Đây từ phía sau Miracle lại đang có một tình huống vòng sau đây, bắt vòng CB tiếp tục có stun được nhà vào và đó là Dust. Thôi xong rồi, CB không về được. Wow, CS cướp được cái Lightning Bolt đúng như tôi đã nói. Nhưng mà Miracle đang bị dí theo, anh ta cố gắng bay đi và một quạt. Ui, con này hai quạt nhé. Cái gì? Ôi, xong rồi, biến thành ATG thôi. Miracle cố gắng tăng bẩn, chạy đi nhưng mà không được. Ấy, có ít mạng của Miracle rồi. Và đó là 3 đổi 1. Đặc biệt việc Fireman vẫn là người lỗ hơn. Cũng như đang cố gắng rồi, sát tư một người của Spec và Spec sẽ nằm rồi. Những cú giật đến từ bên phía của CS là qua đầu. 1 đổi 4. Thế thì Ngô Khoai cũng đổi. Thậm chí đã đổi cả mạng carry lấy 4 mạng đối phương không sao cả. Vì bây giờ Miracle lượng tiền trên người anh ta quá nhiều rồi. 21k tiền sau pha Rampage vừa rồi. Và thậm chí là trước khi mà anh ta phải đập xuống, anh ta cũng đã hạ gục một người rồi. 26-18 lợi thế từ 9k network. Các thành viên bên phía ông Team Nigma họ đang dẫn trước cực kỳ nhiều trong cái trận đấu này. Cổ đang thi đấu tương đối tốt. RMN trận đấu này thì có lẽ là cũng không quá nhiều rồi. Melodic xong sau đấy là chồng Deadwood ta thôi. Lúc đấy thì tí nữa là video cầu biến ATG đấy. Bị trói trong cây mà. Đúng rồi anh. Em có nhớ cái trận đầu đấy không? Cũng khá là lâu rồi. Anh nhớ nó khoảng tầm và ATG 3 năm hay 4 năm rồi. Đúng rồi. Game đấy lâu lắm rồi. Chỉ nhìn đồng đội chết đứng trong cái bụi cây thôi. Hai mươi sáu mười tám, 8k network tranh lên để cho các thành viên ở phía team Nigma. Miracle rất cẩn thận trận đấu này, anh ta lên luôn cả Santanic. Toàn đồ strength. Bên phía của Fireman, những cái ultimate của họ bây giờ không còn quá mạnh như trước rồi. Đối phương đã có giày RG về bắt được vào một chiếc Fire Die. Ôi trời ơi, Fire Die có lẽ là thôi. Điểm yếu của con rớt sắp nằm bị tìm đến là chết. Đối với con châu cực kỳ khó. Là quá nhiều máu. Nào Miracle chạy tận dụng cái double dam này. Và tôi nghĩ là không, hơi khó. Đây rồi, vua cát. Ôi xong rồi, con bọ cạp này sẽ một bị chém cạp chết thôi. Hai chém và đấm sai đấy, ba chém là cất gây và bốn chém là lên luôn. Nào chém từ từ đâu rồi, Miracle chưa chém được. Mới chỉ chém được 3 và tôi với CB đã sủi rồi. Vâng, đứng ở một vị trí hack não, nhưng mà không bạn ơi. Tôi có hai cái não, bạn chỉ hack được một rồi. Hack não với ai? Hack não với GS và bây giờ thì Spec. Anh ta có thể... Oh, sao lại đẩy thế này, Mai Con Châu ơi! Đẩy thế này thì mất hết rồi. Vâng, tôi cứ tưởng là Mai Con Châu sẽ đánh một pha mẫu mực nhưng mà không phải. Tự bóp chính cái đồng đội của mình và giờ thì Nigma đã combo fail rồi. Mất cả bì, mất cả cọc với Đông Tờ. Ây, sẽ mất được cây máu. Và GS... Oh, nhưng mà pha này đẩy là ngon nha. Nào nhổ đồng vào, Ây sẽ rầm. Một cái con mắt cực kỳ khó chịu với từ vị trí RMN. Anh cảm giác ở Nigma đang đánh như một tập thể. Tức là khi mà một người làm sai, những người khác sẽ xử sai, sẽ sửa chứ lại. Không phải là kiểu quay sang bờ lên nhau các thứ. Bốn con mắt kiểm soát toàn bộ phần rừng các thành viên của Fireman và cái lợi thế về tầm nhìn
giúp cho họ xếp đỡ được carry của đối phương. Bây giờ thì là vị trí kết carry ấp trứng đó, trứng trên đầu. Quả trứng, trứng này phải vỡ thôi. Vâng, trứng đã vỡ rồi, nhưng mà hai thành viên của Fireman lại vào bách già và họ đang quá hứ trong trận đấu này. Sao đây, cố gắng chuột mọi người, Minoko nhưng Minoko còn mình đón Blacking Bomb ngay lập tức. Minoko double kill, Jesse làm gì đấy, cái gì hả, đánh đều Spam và đố là triple kill dành cho Spam. Anh ta đang được xoa bóp bấn huyền đến bên phía của Ramona và có vẻ như Sven sẽ không chết đâu. Nhưng mà Sven đang cố gắng dí theo, không được rồi, khoảng cách là quá xa. Vậy là Sven quyết tâm stun vào người, quyết đóng. Ông nhầm rồi, cái gì? Nào, Minoko bay lên trắng. Không, không bay đấy. Vâng, Minoko rất cay, không bay vào người của Sven mà cứ thế thôi. Nhưng bây giờ ăn một cú stun và anh ta sẽ quay dạng, búp một phát và đó là mega kill dành cho Minoko. Vừa đánh vừa trêu. Uầy, Nigma kiểu đang hành hạ đối thủ. Đúng rồi. Miracle có bay nhưng mà không bay. Anh ta cứ dụ để cho Sun King. Ông làm gì? Ông đứng yên đấy. Nhưng mà ai có nhìn thấy GS đâu. 4 cái Fire Spirit và con Spec không thể nhấc tay lên được. Làm chậm toàn bộ tốc đánh Spec luôn. Spec lao vào combat ăn một Fire Spirit đến từ vị trí của GS. Cứ giơ tay lên, chỉ giơ tay lên thôi, không hạ được tay xuống. Và thực sự là Spec không thể đào được vào bất kỳ ai cả. Để Nigma chắc chắn là sẽ có cho mình cái chiến thắng hay rồi. À, có lẽ là đây sẽ là đội tuyển giành được cái tấm vé thứ 6 thi đấu tiếp trong vòng playoff của ESL1. Vâng, các bạn nhìn thấy con mắc nước của Michael Cho, hai đồ duy nhất, hai đồ JGG Blink, hai item chân phải làm đủ cho. Rõ ràng là con mắc nước này nó chỉ cần được chơi chỉ off lên thôi là ngon lắm rồi. Nigma cứ tự làm khó mình. Hôm trước chơi mắc nước sắp năm rồi. Ôi vâng, và có lẽ là tôi nói thì hơi sớm, nhưng mà xin chúc mừng Nigma. Họ đã có cho mình tấm vé số 6 để bước vào vòng playoff. Đội tuyển nó rõ ràng, nếu mà nói về thời điểm hiện tại thì anh nghĩ là cái lượng fanbase nó không kém gì Na'Vi ngày xưa. Đúng. Cảm giác là bây giờ nếu mà một đội team muốn có nhiều fan, cái lối chơi của họ nó phải là thực sự là cuốn hút, nó phải bay. Chứ xem Secret, anh nói thật, anh không thích xem Secret. Không phải tại đối phương không đánh được. Ừ đấy, bây giờ thì nó phải có ăn miếng trả miếng. Đúng. Nhưng mà các ông thì toàn gọi là cứ hiếp dâm người ta nên chả hiểu điều gì. Nào ấy nó cố gắng bắt vào người GS, nhưng mà chỉ là một con sắp mà thôi. Và mãi thì GS mới nằm xuống. GS bỏ mạng ngay rồi, nhưng các thành viên khiến cho Nigma không hề bận tâm lắm. 21k Nightwood dẫn trước và có lẽ để cẩn thận hơn trong trận đấu này thì họ sẽ hướng tới cái mục tiêu là con Roshan. Bay bắt ra luôn từ GF rồi, họ muốn chơi luôn. Pyladai đứng một mình ở trên khu vực laptop này sẽ là TP về thành công thôi. Roshan nào. Hôm nay thì mình cast hai trận. Trận 1 là có Nigma, trận 2 là có ai mình chưa check đâu. Ui. Bây giờ tông ngầm vàng với cả rồng vàng. Ôi, trận này hay nhỉ? Trận này hay luôn anh em ạ. Đây trận đấu mà tôi mong đợi. Bây giờ là thợ nhuộm giải. Thợ nhuộm cũng gặp thợ nhuộm. Hai team đều màu vàng. Đúng. Thế ai nhuộm ai? Một ông thì là bằng sắt, một ông thì là kim long bang. Mà hôm trước anh nhớ là có cái ảnh gì mà chụp cái list đồ uống ở một cái quán gì đấy ở Đê La Thành đấy. Na'Vi. Thấy nước mắt Na'Vi hơi rẻ, 8.000. Rẻ thế. Ở Đê La Thành hả anh? Ở Đê La Thành. Hôm nào em phải lượn ra đấy để xem. Đây, anh còn ảnh đấy này. Anh có link về máy mà. Anh có địa chỉ quán không anh? Đấy, anh đọc cho phở Lý Quốc Sư em ạ, không phải Đê La Thành. Phở Lý Quốc Sư à? Ừ. Đồ uống có Na'Vi với giá 8.000. Đấy. Còn đâu thì những cái khác thì là Lipton, Fanta, Pepsi, Sting, Coca. Chắc viết nhầm Na'Vi chứ làm sao mà Na'Vi. Đây là Na'Vi. Người ta phải vào hang người ta lấy đấy. Ông nghĩ là Na'Vi á. Vâng. Nào, Minoko bị trói trong cây rồi. Minoko không hề có những cái đấy kít. Anh ta chỉ còn nửa cây thôi. Nhưng mà đó là cú AP mẫu mực đến bên phía của Michael Cho. Ngay lập tức là rớt lên bảng. Minoko đang hơi thấp máu. Minoko nào bay đi để cố gắng né được mình Meto nhưng mà không được rồi. Giờ thì sao đây, mình cũng đang cố gắng chưa tiếp cận được ai cả. Một quạt và Sibe lên bảng đếm số. Quả trứng này thì hơi khó. Nigma làm cái gì đây? Vâng, Nigma vẫn làm được và tiếp theo là vị trí của A. Nào, Mirko vẫn đang cố gắng bay vào người NP và có lẽ kết thúc đã đến rồi. Monster kill và bây giờ thì thua anh ơi, đứng lại đây để cho người ta chém và xin chúc mừng Nigma với chiến thắng 2-1 trước team Fireman. Họ đã có cho mình tấm vé số 6 để tiến vào vòng playoff. Thực sự là một trong những tấm vé ở cuối cùng của Nigma luôn luôn khiến cho những người hâm mộ phải gọi là thót tim.
Fireman thì cho đến pha combat cuối cùng họ vẫn đánh lỗi, MT Center không